Rồi, chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cây thước đo gốc của hãng Akita. Hãng này sản xuất tại Đài Loan ha mọi người ha, Made in Taiwan. Đây, Made in Taiwan ha. Đó. Thì cây thước đo gốc này nó có 500 nè, 500 hit ha. Có 500 thì hit. Đó, thước đo gốc. Thì cái thước đo gốc này nó ứng dụng cũng rất là rộng rãi ha, trong cái trường hợp chúng ta lắp đặt máy móc hoặc chi tiết cơ khí, hoặc là trong xây dựng, hoặc là trong các bảng hiệu mà chúng ta cần cái chế độ mà nó cân bằng, nó chế độ thẳng á. Ví dụ chúng ta đặt cái bàn này nó góc là không độ đó, không độ thì nằm ngang, không độ thì hiện tại ngay số 0 là nó đã cân bằng rồi ha. Thì ứng dụng trong ngành đó, hoặc là chúng ta ngành cơ khí chúng ta cần lắp đặt cái chi tiết máy móc mà chính xác đó đó thì cũng ứng dụng được đó. Thì cái thằng này nó gọn, nó nhỏ hơn cái thằng Sinwa của Nhật ha. Đó, Sinwa của Nhật. Thì cái hãng Sinwa là thằng này đây, hồi nãy cái logo tôi đã giới thiệu qua rồi ha. Đó. Thì cái này tôi cô cho mọi người xem. Đây. À. Đây là cái thước. Này có 500 này, có từ này, chúng ta hit ha, để chúng ta hit. Rồi ở trong đây nó có cái ngàm nè, để chi, để chúng ta đo cặp mép bên trong. Ví dụ chúng ta để nó nằm ở dày ta đo cũng được. Rồi mọi người chờ xíu. Rồi tiếp mọi người ha. Thì để tôi giới thiệu thêm là cái chức năng của cái ngàm này là gì, cái gì ha. Đó, cái ngàm này nè, mọi người thấy cái ngàm không? Thì bình thường chúng ta đo như vậy thì không nói rồi ha, đo như vậy thì đo chế độ cân bằng, hoặc đo đứng là chế độ 90 độ ha. Thì hiển thị trên đây nó có vạch là 90 nè ha, 90, đo vậy là không, mà nó có chế độ cân bằng đo từ ngược dưới lên đó, đo từ đây lên thì hiển thị đây là 90 ha, nó chế độ đo ngược từ dưới lên luôn. Còn cái ông xin qua nãy thì ông không có chế độ đo ngược ha. Đó, này do nó nguyên mặt đồng hồ quay hết thì chúng ta có thể đo ngược, đo dưới từ lên vậy, đo nằm ngang, đo hết ha. Thì để tôi giới thiệu thêm cái này, ví dụ đây là cái thước thủy ha, này thước thủy của hãng Total ha. Đó, để cho mọi người xem. Thì cái chức năng của cái ngàm này nè, nó sẽ nằm ở trên đây nè, đó, nằm như đây nè, ví dụ đây đó, nhờ xem nha, ví dụ người ta cặp vô thanh sắt gì đó, đó nằm như đây nè, cặp vô thanh sắt nó nằm vô cái ngàm đây. Ví dụ ta để dưới đây, để đây cũng được, mà chúng ta cặp vô đây nè, để ngay đây chúng ta cũng đo được, để đo chế độ cân bằng ha. Đó, cặp mép ngoài đó hoặc trên đây ha, cặp mép bên đây đó, nó thiết kế nó hình dung cho chúng ta là vậy ha, nó thiết kế hình dung là vậy. Đây, cặp góc bên đây, đây cũng có, đây là để đo, nó khoét cái rãnh này để mà biết làm gì không, khoét cái rãnh này để chúng ta đo được ống tròn đó, ống tròn ha. Đây ví dụ cái ống tròn viết lên cặp đây thì nó nằm trong rãnh đây nè, đó để nó hít vô cái rãnh cái đường ống tròn nó bo theo đó ha, để đo ống tròn. Và thấy đo ống tròn thì đây ống tròn đo đường thẳng ha, cặp cái ống thẳng đo đường tròn ống tròn đó, nó thiết kế rất là tinh tế ha, để chúng ta sử dụng. Thì cây thước này nó cũng giá rẻ thôi, không có mắc mọi người ha, cái thước này nó có giá là 380.000 nha mọi người ha, 380.000, có 500, có từ, đo tất cả có thể đo xung quanh đều được hết ha. Đó, giá cũng rất là hữu nghị. Tại sao nó rẻ như vậy? Có gì cái hàng này của thằng Akita đó, Akita là của Đài Loan, sản xuất ở Đài Loan. Còn cái ông mà này đây là Sinwa, nó mắc là do hàng của Nhật ha, hàng Nhật mắc, ông chỉ đo vậy thôi, còn đo ngược lại ông không có đo được ha, đo ngược vậy ông đâu có đo được đâu, ông chỉ có phần nửa cái đồng hồ thôi ha. Đó thì ông này là rẻ hơn, thì tùy theo cái điều kiện nhu cầu của mọi người mà trang bị cái máy nó phù hợp hay cái thiết bị phù hợp ha. Rồi thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ tôi theo số điện thoại trên màn hình ha. Rồi, cảm ơn mọi người, xin chào nha.